Hello anh em, mời anh em quay trở lại với King Quest. King Quest. Hàng xóm tôi người ta đang sửa nhà nên có thể trong quá trình quay nó sẽ có những cái tiếng đục khoét rồi gõ búa. Anh em thông cảm nhé. Hôm trước thì chúng ta đã vượt được qua cái cầu gãy. Sau khi rất nhiều lần bị hớt tay trên bởi các thành viên tham dự cuộc thi khác thì chúng ta cũng đã qua được và gặp một anh lùn. Anh lùn đấy thì là người rất là thông minh và đã mời chúng ta tham gia một cái liên minh. Now that we have recovered our list, it is my duty to inform you that you are officially signed in. Yay. And I do want to apologize. I am very, very terribly sorry, but we've run out of commemorative tote bags. That's not a problem. I have no use for tote bags. My mother designed my cape with lots of pockets. Is the next event about to start? Not so fast, Pocket. Nó bảo mình đến muộn là hết cái túi gì ấy. Nhưng mà mình bảo không cần, anh có túi riêng. Continuing on in the competition. Since you were late, you missed the test of chivalry and the welcoming parade. Both designed as mình đến muộn nên là đã bị lỡ mất một cái cuộc thi cưỡi ngựa rồi sao? An icebreaker before we start in on the usual death, destruction, and duels of a cutthroat nature. Don't forget about Amendment 70, Article 4. I was getting to that, thank you. In the spirit of equal opportunity, the new rules state that you can schedule a make-up chivalry test if and only if the circumstances for your absence were extenuating. So, I will ask, what were your extenuating circumstances that made you late for the tournament? Nó hỏi lý do tại sao mình đến muộn. Một là mình không biết về cái ngày tháng đã bị thay đổi. Hai là mẹ mình bắt mình phải ăn xong bữa sáng. Ba là cái gì? Extenuating là cái gì? Nuating là cái gì? Tôi chả hiểu, cái này tôi không hiểu nên thôi, tôi chọn cái một đi. I never heard the date was switched. I'll just pencil in hard of hearing. Now, mình bảo là mình không biết ngày tháng thay đổi, nó chú ý là mình là một thằng kiểu nghe kém, tai có vấn đề. Bây giờ sao? Bây giờ là thi cái gì? Đây này. Ở trên cái biển ở trên đầu thằng lính này nó ghi là 12th day, tức là thứ ba, nhưng mà nó lại chuyển thành today này. Bó tay. Lại còn chơi kiểu gạch gạch ý. Đây, anh bạn mình đây. Em chào anh. We were just sharing some tips about the tournament. Let me know if you want the rundown about any of our competitors. Nó đang bảo là chia sẻ cho nhau những cái thông tin, những cái chú ý về cái cuộc thi này. Và nó hỏi mình có muốn biết thông tin về những cái người khác không. Để hỏi thế nào. Sir Lloyd of Rosbeth Finton. Rosbeth Finton kiểu như thịt bò nướng nè. What can you tell me about Sir Lloyd of Roast Beefington? I can tell you that sounds like a phony name. Who's given you this false information? Did you just make that up? Go and introduce yourself to everyone. Then come see me for the dirt. Mình ấy sai tên rồi. Nó bảo là tại sao mày lại có thông tin sai lệch như thế? Hãy đi nói chuyện với tất cả mọi người đi, xong rồi quay lại đây. Đi hỏi anh béo ở trước xem. Hey, em chào anh. For knocking that log over out there. Anh đạp cái gỗ xuống đúng không? Opportunity to go on a lovely cruise. Those nights were annoying me and I wanted some alone time. Thằng này nó chỉ muốn ở một mình thôi. You don't want to wake the bull. Look, I don't want to be in this conversation. Tao không, mày không muốn đánh thức con bò vậy đâu. This is a chivalry test and I need to make it up. The faster we get this over with, the faster I can leave you alone. We'll make it quick. Then buzz off. Em là Graham, chào anh. No. No last names. I don't even want your first name. Tao không muốn biết tên mày là gì luôn. I'm known throughout the land as Sir Conference.
But I am currently in the process of rebranding myself. Sir Comfort. You should call me Acorn. Thằng này tên là, nó bảo mình có thể gọi là Acorn. Acorn là như kiểu là cái bắp ngô. Mày giấu cái gì tay thế? Well, none of your business, feather boy. Không phải việc của mày, té đấy. Rồi. Go away. Acorn, thằng này tên là Acorn. Rồi ra khỏi thằng này thế nào. Hey there, I'm Graham. Em chào anh, em là Graham. I'm sure. And your name? Anh tên gì? Well, I didn't catch your name. What? Is this true? Surely you jest, Greg. What rock did you crawl out from? How do you not recognize? Mày chui ra từ cái hòn đá nào thế? Tại sao mày không biết cái khuôn mặt phổ biến như tao? Of course I know who you are. You're thằng này tên là gì nhỉ? Là thằng khốn đã đẩy tao khỏi, đẩy tao xuống sông này. Cái lúc mình chạy qua cầu ấy, thằng ôn này nó phi qua này. Every woman dream. Giấc mơ của mọi phụ nữ. Ờ, có khi mình khen nó như này là nó lại khai tên thật ra ấy chứ. Bây giờ mình nói là Sir Ten himself, tức là anh là ngài Ten ấy, thì chắc là nó cũng lại vênh váo rồi. Cái thằng ôn này nhìn nó vênh váo lắm. Nhưng mà nếu mình khen nó, mình bảo là nó là giấc mơ của mọi phụ nữ, thì có khi là nó lại nói cho mình tên thật. Every woman's dream. Well, you got that right. The ladies love, 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 love. Cậu đúng đấy. Who? Các quý who? Cô rất là thích. Gabe? It's not Gabe. It's oh, never mind. Yes, your name. You are. You're. Không được. Thằng kia là Acorn rồi. Thằng này là chắc Sir Ten đi. Sir Ten of himself. Cheeky. Không phải. But now you're starting to bother me. Mày đang làm phiền tao đấy. I couldn't help it. No, but seriously, you're. Thôi, đi thôi. Bây giờ mà mình bảo nó là thằng khốn đẩy mình xuống sông, nó đấm mình vỡ mõm. Right here, Garrett. Right here, Garrett. Ơ, nó vừa bảo là nó ở ngay đây, Garrett à? Từ từ. Con nói chuyện với anh lính này không? Không được, không được. Have you remembered my name? Không được. Going to have to wait one second. I'll be right back. Mình là Graham, nhưng thằng này lúc này nó gọi mình là Gabe, lúc này nó gọi mình là Garrett các thứ chứ. Từ từ. Nói chuyện. Hello. My name's Graham. Nice to meet you. Chào anh, tôi là Graham, rất vui được gặp anh. Achaka. Achaka. Wakanda. Anh đến từ đâu? So, where do you hail from? Wakanda. Achaka. Cũng đến từ Achaka luôn. Sounds exotic. Anh dùng tên gì? Arrows do you fly with? Achaka. Tổ sư anh. Nice. I prefer the hand-whittled sapling arrows myself. Good chat. I'm gonna get chắc hỏi thằng lùn kia thì nó cho mình thông tin đấy. Rồi. Yes, Graham. You want some dirt on someone? Acorn là thằng nào? I can tell you not to mess with those bullhorns. Anh đừng có đùa với lại cái thằng sừng bò đấy. But I heard a rumor that the man keeps a pet squirrel under his belly. À, nó giữ một cái con sóc ở trong thắt lưng. Neither of us is going to be able to match his strength. If we're going to không ai có thể sánh bằng sức mạnh của nó. And expose his secrets. Nếu như muốn thắng nó thì phải phơi bày cái bí mật nó ra, tức là mình sẽ phơi bày là thằng này tuy là rất to khỏe nhưng mà lại chơi với sóc. Ok. Rồi, đã có điểm yếu của một đứa. Tức là mình cái thằng yếu nhất đây mình phải sử dụng trí thông minh để chiến thắng rồi. Acorn rồi. Achaka là thằng như nào? I'm studying his every move. He should make any opponent quiver. You got me doing it now. He's fast, strong, and vicious with his bow. Nhanh, mạnh to convince him to và bắn join our alliance. Kinh. But the translation isn't quite working. Thuyết phục nó tham gia. Thuyết phục nó tham gia cái liên minh của mình. Rồi, thế Sir Ten thì sao? About Sir Ten of himself.
That's so inconsiderate. Although clever, these silly không thể đoán được và very becoming to a gentleman rất là thông minh. Like go meet everyone, then come talk to me. I've got a few tips to share. Là sao? Good. Thanks, Manny. Goodbye. Tôi phải nói chuyện lại với thằng này xem có yes. Xin lỗi anh em, có gì mới không? Thôi. That jerk who pushed me into the river. Là thằng khốn đã đẩy ta xuống sông. Silly feather does look familiar. À, nhìn mày quen đấy. Look at it. Like a limp giống như một miếng phô mai. What you need, Gale? Mày muốn gì, Gale? Like my mane of excellence. Hey, hey, my mother gave me that feather. I might be silly, but you're tao có thể ngu ngốc nhưng mày không có cái lựa chọn gì khác à? Tức là mình vẫn phải tìm hiểu thông tin về thằng này. Thử lên trên kia xem có danh sách không? Một thằng là Acorn, một thằng là Achaka rồi. Cái thằng nói chuyện với mình nó tên là gì nhỉ? Going to have to wait one second. I'll be right back. I'll be waiting right here, Garrett. Cái thằng nó nói chuyện với mình hôm qua là mình quên xứ tên. Lên hỏi anh lính xem. Anh ơi, cho em xem cái danh sách tí. Are you ready for the chivalry test? Nó ra nói chuyện với nó là chỉ nó chỉ bảo là đã sẵn sàng để tham dự ấy chưa thôi. Cuộc thi chưa thôi. Thằng này có con sóc này. Thằng sơ ten này. Thằng này thì mình phải thuyết phục nó tham gia liên minh của mình này. Tổ sư anh. Anh muốn liên minh không? Achaka. Được, ok, anh đồng ý rồi. Good chat. I'm gonna get back to the chivalry test. Mãi chưa. Yes, Graham. You want some dirt on someone? Sir Ten. What can you tell me about Sir Ten of himself? That's so inconsiderate. Although clever, these silly puns are not very becoming to a gentleman like yourself. Go meet everyone. Không được. Come talk to me. I've got a few tips to share. Tức là nó bảo là mình cái thằng sơ ten ấy không phải là tên. Làm sao để biết được tên cái thằng này? Bây giờ nói chuyện thôi, ra nói chuyện với anh to con này vậy. What do you want? Mày muốn gì? Tao biết mày giấu cái gì rồi. Heard what you're hiding. No you didn't, skinny pants. I did. I heard a rumor that a tiny squirrel pet lives under your belly. What? Who told you that? I bet it was Whisper. He's the worst. His ego is the one thing I can't stomach. And she, well, she's not my pet. She's my friend. Nó bảo là thằng nào nói cho mày. Nó không phải là con thú nuôi mà nó là bạn của tao. À, cô ấy không phải là thú nuôi mà cô ấy là bạn của tao. Does your squirrel friend have a name? I wish Whisper would keep his big mouth shut. Her name? Công chúa Medelai of Avalon của Avalon. What else is hidden in that belly? The bones of a feather boy if you don't leave me alone. I think you're hiding something else in there, but I'm not sure I want to find out. I'll leave you be. You need to get lost. Đuổi mình ngay cái giỡn. Này cục xúc vậy. Unveiled itself. Nói chuyện lại với anh này xem. Yes, Graham. You want some dirt on someone? What can you tell me about Acorn? I can tell you not to mess with those bullhorns. Không có gì mới cả. Strength competition. Mà cái trò này mình nói chuyện rồi, nói chuyện lại không skip được, vẫn cứ phải nghe hết. Pet squirrel under his belly. What kind of a weirdo does that? Imagine what else he's hiding under there. Neither of us is going to be able to match his strength. If we're gonna oust him, we'll need to work together and expose his secrets. Sao cái này nó có Whisper này? Nó không phải là Sir Ten nữa này. What can you tell me about Whisper? Whisper?
His feet might fly by without a sound, but his mouth never will. À, tức là cái chân của hắn ta thì rất là nhẹ nhàng, nhưng cái mồm thì rất là to. Là ngôi sao đang nổi ở thị trấn của anh ta. And can never be outshined. People that arrogant are usually primed for a fall. Don't you think so? Tức là sao? I'm good. Thanks, Manny. Goodbye. Tức là sao? At last, the ivory monster. Này tức là nó sẽ không thể chịu đựng được nếu nó không được chú ý à? Remembered my name. Mày là Whisper chứ là cái gì? Well, Whisper's full name is Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Jr. the Third, hailing from Modesto. But I'm sure a fan like you knew that. Would you like an autograph? Hỏi mình muốn chụp ảnh cùng không? Well, if you find one, I'll sign it free of charge. Whisper loves his fans. Whisper loves the knighthood. Whisper, Whisper loves yêu fan của anh ấy. But most of all, Whisper yêu tinh thần hiệp sĩ. Loves Whisper. As do we all. I should be getting back to my chivalry test now. Don't go. Whisper can do it. That's a nice thought, but I'm pretty sure those guards would never confuse you for me. I mean, your armor is pretty recognizable. Whisper's armor is shiny because Whisper loves his own reflection. Yeah, I get it. Good day, Whisper. Thằng này bệnh hoạn vậy. Còn cái anh Acorn này cứ tổ sư anh. Achaka. Achaka. Want to partner up? Liên minh không anh ơi? Daventry, the power of dueling archers. What do you say? Achaka. Tổ sư anh. Yeah, you're right. You'd probably just slow me down. À, nói chuyện lại với thằng lùn lần nữa rồi đi thi đấu thôi. Được thì được, không được thì thôi. Mất thời gian. Yes, Graham. You want some dirt on someone? Không có gì mới cả. Thôi tôi đi thi đấu đây. Goodbye. Rồi. Nào anh ơi, bắt đầu đây. Thi thố gì mang hết rồi đây. Let's do it. Chiến nói. Question 1. Who is the only knight competing in the tournament that speaks multiple languages? Ai là người mà nói rất là nhiều thứ tiếng tham gia cái cuộc thi này? Achaka. All right. Next question. This knight hails from a land far outside of Daventry. Based on the odds, he is favored to win the competition. Hỏi là ai được mọi người kỳ vọng chiến thắng cái cuộc thi này? Whisper. Okay, moving on. Câu tiếp theo. What is the full name of the fastest contestant in the competition? Ai là người nhanh nhất thằng này chăng? À, cái thằng lùn kia tên là Manny. Chắc là thằng Harris Igutit Sanli Percival Eduro Ron Junior. Last question. Câu hỏi cuối cùng. What is the favorite companion of the strongest competitor? Người mạnh nhất à? Con sóc của thằng Acorn. Sounds quite charming. Okay, let's see here. Tallying, tallying. It looks like you got two answers correct. Trả lời đúng hai câu ạ. Go and mingle. Gather some more fun facts about your fellow competitors. Return to me when you're ready to take the test again. Mình trả lời sai rồi. Từ từ. Tôi thi lại lần nữa xem. Are you ready for the chivalry test? Lần này đọc kỹ câu hỏi đi. Let's do it. Question 1. Who is the only knight competing in the tournament that speaks multiple languages? Chắc là thằng Achaka rồi. All right. Next question. This knight hopeful hails from a land far outside of Daventry. Based on the odds, he is favored to win the competition.
Achaka. Okay, moving on. What is the full name of the fastest contestant in the competition? Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Jr. III of Modesto. I'm sure of it. I see. Last question. Who or what is the favorite companion of the strongest competitor? Tất nhiên là con sóc rồi. Of Avalon. She sounds quite charming. Okay, let's see. Lần này, đúng được mấy câu. Tallying. It looks like you got 3 answers correct. Mới chỉ được có 3 câu. Go and mingle. Gather some more fun facts about your fellow competitors. Return to me when you're ready to take the test again. Tức là có 4 câu thì tôi nghĩ là mỗi câu sẽ rơi vào một thằng. Ở đây mình trả lời đúng 3 câu à. Lại xem nào. Let's do it. Question 1. Who is the only knight competing in the tournament that speaks multiple languages? Này, tôi nghĩ là có thể câu này sẽ là Achaka này. All right. Next question. This knight hopeful hails. Câu đầu là nó hỏi là ai nói nhiều ngôn ngữ khác nhau này. Câu thứ hai là ai từ rất xa cái vùng đất này, và tôi chọn Manny đi, chưa chọn Manny bao giờ. Moving on. What is the full name of the fastest contestant in the competition? Đây, thằng Whisper. Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Jr. III of Modesto. I'm sure of it. I see. Last question. Who or what is the favorite companion of the strongest competitor? Ai hoặc cái gì là cái thứ thích nhất của kẻ mạnh nhất trong cuộc thi này? Thì là cái con sóc của cái thằng Akon ấy. Câu này thì chắc chắn là đúng rồi. Okay, let's see here. Tallying. Nếu mà không đúng thì tôi đảo lại hai thứ tự ở câu đầu thôi. Two answers correct. Thế là tôi đoán là hai câu đầu là bị sai, là khả năng là return to me when you're ready to take the test again. Hai câu đầu sai à? Sai nhỉ? Let's do it. Question 1. Who is the only knight? Rốt tiếng Anh nó khổ thế đấy. That speaks multiple languages. Thế là hai cái này đổi cho nhau nhỉ? Thử nhá, tôi thử lại nhá. Achaka này. All right. Next question. This knight hopeful hails from a land far outside of Daventry. Based on the odds, he is favored to win the competition. Whisper. Okay, moving on. What is the full name of the fastest contestant in the competition? Manny. Trick question. Manny is his full name. I see. Last question. Who or what is the favorite companion of the strongest competitor? Princess Madeline of Avalon. She sounds quite charming. Okay, let's see here. Tallying. It looks like you got one answer correct. Thế là ba câu đầu sai hết. Ba câu đầu sai hết thì gather some more fun facts about your fellow competitors. Thế thì tôi đoán là lần này tôi sẽ trả lời đúng ấy, mà lần này tôi are you ready for the chivalry test? Lần này mà tôi không trả lời đúng thì tôi lại phải đi hỏi lại thôi. Who is the only knight competing in the tournament that speaks multiple languages? Achaka. All right. Next question. Hình như mình trả lời lại giống như lần trước rồi. From a land far outside of Daventry. Based on the odds, he is favored to win the competition. Oh, Manny. Okay. Moving on. What is the full name of the fastest contestant in the competition? Thế là có khi hai câu cuối là chính xác rồi. Chỉ đổi chỗ hai câu đầu ấy. Junior the third of Modesto. I'm sure of it. I see. Last question. Who or what is the favorite companion of the strongest competitor? Ai là bạn đồng hành của kẻ mạnh nhất trong cuộc thi này? Princess Madeline of Avalon. She sounds quite charming. Okay, let's see here. Tallying. It looks like you got two answers correct.
why don't you go and mingle? Gather some more fun facts about your fellow competitors. À, thế tôi hiểu rồi. Lần này sẽ đúng, lần này sẽ đúng. Lần này sẽ đúng. Anh em yên tâm. Let's do it. Question 1. Who is the only knight competing in the tournament that speaks multiple languages? Manny. We're friends, you know. We have kind of an alliance. Next question. All right. Next question. Trả lời có vẻ tự tin lắm. Hails from a land far outside of Daventry. Cái thằng Achaka ấy, nó chỉ nói tiếng nước ngoài, tức là nó ở rất xa. Nó không phải là người ở cái nước này, đúng không? Achaka. Okay. Moving on. What is the full name of the fastest contestant in the competition? Cái thằng nhanh nhất này chắc là cái thằng Whisper à. Tại vì ở cái câu trả lời này thì mình mới nói đủ hết tên của nó ra. I see. Last question. Who or what is này mà không đúng nữa thì mà bọn này nó cố tình nó bắt mình thua. Princess Madeline of Avalon. She sounds quite charming. Công chúa Madeline của Avalon. Let's see here. Tallying. Tallying. It looks like you got all the answers correct. Chuẩn luôn. Job pockets. Now, we shouldn't keep your new friends waiting, should we? Let's start the show. Welcome, everybody. You were all here to win a knight position on King Edward's court. Bây giờ mình thi để lấy cái vị trí hiệp sĩ của vua Edward ấy. King has no heirs. So, this position could very well lead to the crown of Daventry itself. Now, let's officially commence the competition part of the tournament. I do hope you've all made friends, because it's about to get nasty. The time has come to collect your entrance tickets. Over here, I got mine right here. I'm sorry, I really am, but that is not an entrance ticket. Mẹ bị nó lừa rồi. Nó đòi vé nhưng mà cái của mình không phải là vé. Thằng gian thương ấy nó lừa mình rồi. Mẹ biết ngay mà. Each night hopeful will need to bring back to the theater. Tam 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 tam. One eye of a hideous beast. And due to proclamation 1748.2, lại độc luật rồi. It will actually need to be a hideous beast. Not like last year. No adorably cute, fuzzy or tiny creature eyes will be accepted. Bây giờ nó có một cái con thú, không biết là. Nothing to see here. There are many hideous eyes to find in Daventry. We urge you to take this opportunity to show us your skills. We want to know what's in your heart, how you think and how you react. Chúng ta muốn biết cái gì trong tim của mọi người. Mọi người nghĩ sao và cái quái gì không đọc kịp. But we will still judge you all the same. Now, everyone, go forth and claim thine eyes. Whisper! Ooh. Whisper can do it. Sao đây? Sao tự nhiên lại đi ra ngoài này? Watch your step, kid. Oh, thanks. I know it ain't fancy, but it'll have to work for now. Amaya Blackstone, nice to meet you. Graham, the pleasure's mine. It's nice to see all these bridges are getting fixed. À, cái cầu được sửa rồi. No, kid. This contract is over. Daventry can't afford me anymore. They can't even afford oil for the crumbler. Bà này bà bảo là cái cầu này không được sửa nữa tại vì là Daventry không đủ tiền để trả cho bà ấy. It chops, it crumbles. Most importantly, it brings in the monies, which are desperately needed. Been kind of rough around here lately. It seems that way. Daventry's been an interesting experience so far. Different from what I read in my travel books. Honestly, I'm starting to wonder if it's for me. Don't worry, kid. It's not you. This kingdom's been going downhill ever since the queen died. And now, with the bridges out, no one can get into Daventry. Vương quốc này xuống dốc từ khi mà bà hoàng hậu ấy chết. I'm a woman of action, if you couldn't tell. Quiet towns don't pay the bills. I can see that. Well, I should get going. Perhaps someone's wandered into my shop. If you make it there, come say hi. I'm on the left. Keep out. Under construction. Tránh xa là đang thi công. Tức là bây giờ mình phải làm gì? Ta
Tạm biệt anh em nhé. Hôm nay tôi chơi đến đây thôi. Để tôi chạy vòng vòng tí, xem phải làm gì. Tập tiếp theo tôi sẽ lại cho anh em biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện nó sẽ như thế nào. Bye bye.